dình biết mấy gì là giống gái Tây Nguyên không? Cô gái bao nhiêu cô gái ở Tây Nguyên thì... Bây giờ đây hai người đẹp nè, vô bà nội nè, vô quá trời vô cả nhà mình đây. Tao đi bộ, tao có xe tao chở mày nội. Xe đa sau lưng mình nè. Dạ. Nếu mình đi lên Tây Nguyên, đi Kon Tum, Gia Lai thì các bạn lên đến cái thác Pha Sĩ này nha. Rất là đẹp các bạn ơi. Đây, con năm của Giang Sư Mô cũng có mặt ngày hôm nay nha. Ba năm cùng Mã Nhi, cùng với Phát Tài là... hôm nay bác ta làm các em rất là đẹp trai. Bữa nay mới được cười đó nha. Quá đẹp cả nhà ơi. Ô, có thể rồi nhiều khi anh chị em ta tới ta ngồi trên cái ghế này nha. Thôi để bà nội ngồi trên này đi. Đây hôm nay là biết mấy Nhi đi cùng với ông xã là ba năm cùng mấy đứa nha. Ơi rất là vui cả nhà mình đây. Một lần được đi Tây Nguyên nhưng mà mình chưa có đi tham quan Măng Đen. Măng Đen thì có cái thác đây. Mình mà nếu đi Tây Nguyên thì một lần phải đến cái Măng Đen và đến cái thác Pha Sĩ này nha cả nhà mình ơi. Rất là đẹp luôn. Cả nhà thấy hôm nay biết mấy người có giống gái Tây Nguyên không? Nó tuyệt vời luôn. Hôm nay là Phát Tài làm caramel cho bà nội nha. Đây bà nội có cầm cho Phát Tài. Cái ghế này là có thể với rồi nè. Chị em là tới đây là con bắt đầu nha. Đó, mình đầu lên chút ta. Xuống như đây rồi. Mọi người nha, bắt tay. Đó. Rồi giờ nhìn xuống nè. Bắt đầu luôn. Rồi. Rồi đến đây thì chụp hình rồi quay phim. Là rất là đẹp luôn. Đó là mình nó ngồi đây nè. Đây, hôm nay nhìn biết mấy Nhi là giống gái Tây Nguyên không? Cô gái bao nhiêu cô gái ở Tây Nguyên rồi đó, bây giờ mình cũng đi bây giờ là cũng xong rồi, cho cả nhà mình biết thôi là mình phải trở về trở về chỗ ở ngoài này chút, thấy là có rất là bông đẹp ở đây, có mấy căn nhà luôn. Rồi bây giờ bà chả mình đi trời ơi. Đây.
quay. Quá vui luôn à, giống à, cô gái Tây Nguyên không cả nhà. Ai như bao cô gái ở Tây Nguyên, cô gái Tây Nguyên rồi. Bán chuối chiên. Bán chuối chiên mà không có ai mua. Bán chuối chiên từ sáng tới chiều. À, đi trở về nha cả nhà mình ơi. À, cái đường đi đây là rất là còn dân dã, nhưng mà có lẽ là du lịch là người ta để cho nó thiên nhiên nha cả nhà mình. À, không có cho sửa đi. À, để cho nó còn tự nhiên chút. Hoang dã luôn. À, cái này là thác pha sĩ. Pha sĩ. Đứng vô chụp hình nó nhìn người đẹp. Đây là bà nội đây. Bà nội đứng đây nha. Ừ, mấy chị em kìa chụp thôi, quay quay gì này có đi. Rồi. Ừ. Đây quay bà nội đây. Bà nội đứng lên thác nè. Ừ, uống luôn cái cục này không phải thác. Cục gì đây không biết. À. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Bông này là bông sắc pháo nha. À. Ơi. Đây là ông gì tài, ông gì mà có cái bàn cờ tài. Cái gì quên rồi ta? À, ông đây. Thái, ông phải Thái Thượng Lão Quân. À, Thái Thượng Lão Quân hả? Phải không ta? À, giác chiều rồi thì đường nó cũng hơi tối nha cả nhà. À, các bạn cũng thông cảm cho mình cho có một clip phim cho vui nha. À. Ôi đây rồi tài. Đây là coi. Này là gọi là cái gì ta? Cái đạp. Nước. À, mất nước rồi. Quá đẹp, quá tài quá. Thả đồ ta. Qua đây cho. Qua cầu, gió bay. Gió bay. Quá vui cả nhà ơi, hôm nay được đi chơi với cháu nội. À, cháu nội mình là phát tài làm cameraman cho bà nội nha. Rồi giữ đi với ông nội phát tài. À, ông xã mình nha. À, chạy lên này ơi, lui chạy lên coi. Đứng ở cái chỗ này mới đẹp này. Đi đó hả? Quay chỗ này này, bà đứng ở bên này này thì nó mới giống tưởng như là... À, phát tài nó có quay phim rồi. Ừ. Đi ra cô lui. Quá tuyệt vời luôn. Phát tài ơi, cho bà nội vô đây, bà nội vô đây. Quá đẹp luôn. Đó. Bà nội vô hình luôn, quá tuyệt vời. Quá đẹp cả nhà mình ơi. À, hát gì tay? Pha sĩ. Hát pha sĩ. Ờ. Sao em? Ờ, cứ coi kiểu mình lăng lạc với cõi tiên. Sư sở thần tiên. Lăng lạc cõi tiên. Đúng rồi, du lịch là pha sĩ. À. Đi qua một cái cầu để về nhà, mưa rồi, mưa rồi. Rồi cô gái Tây Nguyên ơi. Ai như cô gái. Rồi cả nhà mình ơi. Cô gái Tây Nguyên bị mưa rồi. Rồi chào cả nhà nha. Hay là mình đã có mặt ở a à, Gumba. Chào cả nhà. À, năm quay vô đây. Chào, chào anh. Năm giờ năm sẽ có một cái kênh biết mà. Chào anh. Dạ, có rượu không em uống với không anh mình ly coi. Sau đây đang được chúc quý vị một lần nữa xin đại diện tất cả các ông bà. Dạ. Đầu tiên mời các ông bà anh chúng ta. Anh đâu? Anh ta. Anh em anh đứng lên hai anh em mình uống ly coi. Dạ, rồi. Đây. Thứ hai câu lạc bộ Lâm Thiên Đà Lạt. Cảm ơn anh. Dạ. Em ở Cần Thơ. Em ở Cần Thơ. Dạ. Cần Thơ là trắng nước trong. Dạ, đó là nha. Dạ, nếu anh về đó thì có anh gõ lên Facebook, gõ lên Google. Về Cần Thơ là quán Nhi Ôn Môn nha. Quán Nhi Ôn Môn thì anh biết là đồng đội sẽ làm phong trào. Lên sân khấu. Chào mấy anh nha. Mấy anh mình ở đây là Địa Phương à. Địa Phương đây là mấy anh em xe đạp phong trào ở địa phương Agumba nha cả nhà. Anh cũng vậy phải không? Quá luôn, quá trời luôn. Trên Agumba. Rồi. Quá trời luôn. Em sẽ có được một cái kênh YouTube
em sẽ đưa cho mọi người biết là xe đạp Phong Trào mình là có thiện nguyện, rồi có sức khỏe, rồi giao lưu. Dạ. Ô, người đẹp, Mỹ Lệ. Chị Lan là hai tay lại. Ủa rồi mấy này ở đâu? Ở trên Măng Đen. Rồi, anh Năm đang ăn phim. Vô đây anh Năm ơi. Rồi. Bê cái sạc em vô bê. Đó, anh cứ quay anh để từ từ mừng mấy anh em dài dài đi uống rồi chị qua đây nha. Rồi uống với rồi có rượu không, cho ly rượu đi anh Nam. À có rượu không? Có rượu đâu? À đây rồi rượu, có một ly thôi, bây giờ góp vô trong nước đá anh em mình uống rồi vô cùng. Rồi 1, 2, 3 vô em gái. 1, 2, 3 đây là cả nhà mình ơi, đây là cái người đẹp này là Hải Yến ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai sẽ đạp 200 hay là 350? 200 từ Agamba cho đến Quy Nhơn nha. Đó đâu nhìn vô cái mặt là người đẹp mà đạp 200 cây số. Đạp 200 cây số đó là cũng dữ lắm rồi. Rồi anh Năm sẽ đi qua đây. Ở đây uống với hai người đẹp này đó nè. Đây anh qua bên kia quay qua. Rồi bên kia qua bên bển anh Năm. Qua bên đây quay qua. Đây. Đúng rồi. Đây. Bây giờ hai người đẹp này ngày mai chạy mấy trăm cây số đây? Dạ 200 rồi để nếu mà đến ngay chân cái chỗ này để ăn liên quan thì chỉ có 200 thôi cả nhà. Còn nếu mà 300 nữa cái số là ở trên cung cung. Quá dễ thôi. Giờ mấy chị em mình cũng đi coi. 1, 2, 3. Ai cho chén cũng chén đi. 1, 2, 3. Vô. 2, 3. Vô. 2, 3. Vô. Trời ơi. Hôm nay lại say nữa rồi. Ê, ê, ê. Vui quá, vui quá. Rồi. Rồi, tới chị Nhi nha. Rồi giờ mình cũng nè. 1, 2, 3. Vô. 2, 3. Bùm. Vô luôn. Rồi, chặn nha. Chị Năm, chị Nhi sẽ có một cái kênh YouTube Biết Má Nhi. Chị cũng được 10.000 người đăng ký kênh. Khi nào được nút bạc là gọi em vô. Ok. Thì cả nhà mình ơi, hôm nay là có cái đội múa của người Tây Nguyên nha. Đây, anh em sẽ ăn tiệc buổi chiều, bữa cơm đơn giản thôi nha cả nhà mình. Có đốt lửa chạy luôn nha. Đây
giỡn, một ngày là đạt 350 cây số.
97 vận động viên xe đạp, đường dài từ Agunda ra đến Quy Nhơn 200 cây số nha cả nhà, cũng như km. Ngày mai ở đây xuất phát 200 km cũng như 200 cây số. Còn một số anh em xuất phát từ Kon Tum đi về Quy Nhơn 350 cây số, mà trong 22 tiếng đồng hồ nha cả nhà ơi. Cả nhà hãy đón xem Facebook của Quán Nhiêu Môn hoặc Nhi Trần. Còn cuối cùng là kênh YouTube Bếp Má Nhi, để cho tất cả anh chị em đều theo dõi cái chương trình A300 cái cua gơ này là của phong trào nha. Chào mấy em ơi, chào con ơi, chào, quá đẹp luôn. Đây kênh YouTube Bếp Bếp Má Nhi nha. À, đây là vô YouTube luôn nha mấy đứa. Đại diện cho chính quyền địa phương, ủy ban, thị xã, tất cả an toàn. Quý vị mà đẹp nè, vô bà nội nè, vô quá trời, vô cả nhà mình đó.